25 ngày 26 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin thời tiết tại các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Vì vậy, thời tiết chưa có thay đổi đáng kể, với hình thái chủ đạo là nắng và nóng. Người dân và du khách cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm trưa chiều, đồng thời lưu ý bổ sung đủ nước cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe về tình hình thời tiết, cụ thể trên đất liền cả ba khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long đều phổ biến tiết trời, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ và cao nhất là khoảng 34 độ, trời oi nóng cả ngày và đêm. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như các khu vực trên đất liền, nhiệt độ giao động từ 27 đến 33 độ gió tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Nhìn chung thời tiết ổn định và không gây trở ngại cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ cao nhất giao động ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở Trung Du và vùng núi có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ cũng phổ biến nắng nhiều, đặc biệt ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ giao động ở mức từ 34 đến 37 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, trời cũng có nắng nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai chủ yếu có mưa vào chiều tối, diện giải rác. Còn ban ngày, toàn vùng được duy trì trạng thái nắng giáo nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến ở mức từ 29 đến 32 độ và tại Nam Bộ sẽ là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, đêm nay và ngày mai hầu khắp các khu vực biển của nước ta đều có thời tiết tốt, cả Bắc, giữa và Nam của biển Đông cũng như khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa đều chỉ có gió nhẹ, sóng thấp, biển êm, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân.